じゃあ皆さんこんばんは。始めましょう。N3 授業ですね。4つの文法として、にしては、割には、にしても。まず、として。Cái này thì chắc là các bạn sẽ nghe nhiều rồi đúng không? Nghe trong cái quá rất nhiều về として rồi đúng không? À, rất là dễ thôi, danh từ gọi として. Chỉ đi về danh từ nhé, danh từ として. Trường hợp mà mình người ta muốn nhấn mạnh và đưa nó làm chủ ngữ thì sẽ là としてを. Còn đằng sau として mà có một danh từ nữa thì người ta sẽ để là danh từ として cộng với no và cộng một danh từ đằng sau nữa. Và có một dạng là としても. Trong bài thi các bạn sẽ gặp một trong ba dạng này. Nhưng mà nhớ là đằng sau nó mà là danh từ thì phải cả としての nhé, thêm no. Thì cái này mình sẽ dịch là gì? Với tư cách là dựa đứng trên một lập trường của một người nào đấy đưa ra quan điểm đúng không? Nên là gọi là gì? Với tư cách là đứng trên lập trường của một ai đó hay là với tư cách của một ai đó để trình bày một quan điểm đúng không? Nè, tập tuệ vào. Cô đệ. Nam さんは若さで実習生として仕事をしています。Tức là mình có実習生として đúng không? Danh từ của cái として là gì? として Với mình với tư cách là đúng không? Thì実習生として là gì? Với tư cách là thực tập tập sinh sinh. đúng nhỉ? Cả câu sẽ là nam sàm và chủ ngữ là nam đúng không? Nam sàm và waga sạ là gì? Công ty của tôi. Waga sạ là công ty chúng tôi. Watashitachino kaisa desu ne. Người ta sẽ nói là gì? Waga sạ. Waga sạ thì jishu se toshite shioto o shite imasu. Vì cả câu này là gì? Yến sàm. Mình sẽ có là gì? Nam thì đang làm việc Đang làm tại việc tại công ty chúng mình với tư cách là thực tập sinh. công ty chúng mình à? Ừ, công ty chúng tôi đấy nhé. Ừ. Thì chúng Nam. Nam thì đang làm việc ở công ty chúng tôi với tư cách là thực tập sinh đúng thực không? tập sinh. Thì khi mình nói là gì với tư cách là gì đó đúng không? Thì mình sẽ nói là cái danh từ đó cộng với として, jishu se として đấy nhé. Cái cụm mà として đấy mình sẽ dịch là với tư cách là gì đó. Nam đang làm việc ở công ty chúng tôi với tư cách là thực tập sinh. Tsugi. これは áo dài ですね。はい。じゃあこれ。áo dài và ベトナムの伝統的な服装として知られています。伝統的な服装、伝統的は何？Trang phục truyền thống. truyền thống。伝統は truyền thống nhé。服装。Trang phục quần áo. trang phục đúng không? Vậy mình có là gì? ベトナムの伝統的な服装として dịch là gì? Đi. Câu này dịch là gì? Hay. Này. Áo Áo dài dài thì thì đang được biết đến với tư cách là một trang phục truyền thống của Việt Nam. đúng rồi. Áo dài thì shirarete imasu là được biết đến đúng không? Được biết đến với tư Hay. cách là trang phục truyền thống của Việt Nam đúng không? Mình dịch cái として này là với tư cách là nhé. Đen tô tiki Hay. na fukuso toshite với tư cách là trang phục truyền thống của Việt Nam nhỉ. Đó, đúng rồi. Shirarete imasu là thể bị động đấy, được biết đến đấy. Tsugi, kore. Kore wa Kobayashi senshu wa kotoshi Nihon daihyo toshite Olympic ni sanka suru. Kobayashi senshu. Senshu là gì? Tuyển Senshu này thủ là gì? à, À, tuyển thủ hay tuyển thủ. cầu thủ Cầu thủ nhé, vận động viên nhé. hay. Senshu. Kotoshi, Nihon daihyo toshite. Nihon daihyo là gì? Đại hội à, Ừ. Đại biểu. đại Daihyo là biểu đại biểu, đại diện. Ừ. hay. Nihon daihyo là gì? Đại diện cho nước Nhật đúng không? À, Nihon daihyo toshite Olympic ni sanka suru. Sanka suru là gì? Tham gia Tham gia. Rồi vậy có câu này mình gì là gì kiên? tuyển thủ cơ tuyển thủ Kobayashi thì tham dự Olympic với tư cách là Rồi là đại đại diện diện. cho nước Nhật năm nay. Rồi chính xác. Cô bạn tuyển thủ Kobayashi thì sẽ tham dự Olympic với tư cách là đại diện của Nhật Bản vào Nhật năm nay đúng không? Nhật. Đúng nhỉ? Ừ. Thì mình sẽ có này. Nihon Daihyo là một danh từ đúng không?
Sau đó cộng với toste thì cái toste này mình dịch là với tư cách là. Đó, thì mình sẽ nói là gì? Với tư cách là đại diện cho Nhật Bản tham dự Olympic đúng không? Khi mà dịch câu tiếng Nhật là nhớ là gì? Dịch chủ ngữ sau đó dịch xuống động từ nhé. Kiên và Yến là bị hay bị dịch ngang câu, tức là dịch giữa câu ấy, dịch giữa câu là không đúng, dịch giữa câu là theo cách của tiếng Việt rồi. Tiếng Nhật thì nó phải dịch ngược lại cơ. Đấy, cho mình một ví dụ nào, với tư cách là nào. Biết lấy cho mình một ví dụ gì đó vậy? Hay. Với tư cách là hay. Kyokara watashi wa kaigo shoku in toshite toshite ni hairimashita. そして、介護職員。そして、介護職員。はい。会社に、はい、出ました。入りました。うん。それから会社で仕事をしますね。はい。あ、今日から私は介護職員として会社で仕事をします。はい。 Ngày đúng không? Từ hôm nay thì tôi sẽ làm việc ở công ty với tư cách là Taigo Sukin đúng không? Hai. Thoan là cho mình ví dụ với tư cách là gì nè? Sunfuk-sama wa shusho toshite Nihon ni hommon suru. Là đấy. Shusho wa toshite. Nani toshite? Vietnam no hiyo. ベトナム代表として日本に訪問する。シャンフォク中傷はベトナム代表として日本に訪問します。 Có một từ mà đến Nhật mà không phải là ni hông ni hô môn mà một từ ngắn hơn là từ gì tham biết không? Từ dai ấy, không từ dai. Thế đó là gì? Dai. Dai ni chi. Dai ni chi. Dai ni chi suru. Ni hông ni hô môn suru đến Nhật đúng không? Đến chuyển viếng thăm Nhật Bản với tư cách là đại diện của Việt Nam đúng không? Nihon ni hommon shimasu. Thì cái betonamudai hiểu toshite này, cái toshite này các bạn dịch là với tư cách là gì đó đúng không? Kim có hiểu không? Hai. Hai. Rồi, đấy là cấu trúc toshite. Tsugi. Tiếp theo cấu trúc ni shite wa. E ni shite wa B nè. Có hai vế đúng không? Có hai vế, vế E là đứng trước niste và B đứng sau niste. Tức nghe này, cách chia này. Các bạn chia động từ với futsuke và danh từ gọi là niste. Ngoài ra thì các bạn có một liên từ đấy là sore niste. Động từ là futsuke này và danh từ gọi là niste này. Cộng thêm một liên từ đấy là sore niste. Thì cấu trúc sau này mình sẽ dịch là mặc dù nhưng thế nào đó, và cấu trúc này chính bằng cấu trúc noni mà mình đã từng học vậy. Cấu trúc noni là gì? Mặc dù đúng không? Mặc dù nghĩ là như thế này nhưng mà kết quả nó lại khác so với cái mình tưởng tượng. Thì lâu đến ngày mình sẽ dùng cấu trúc niste wa. Chính tương đương với cấu trúc noni mà mình đã từng học. Mặc dù, nhưng, ví dụ. Cô đây nè. Gaikoku jin niste wa. 日本語が上手だ。外国人にしては日本語が上手だ。 Mình nói này, về A của nó là 外国人 đúng không? Về B là 日本語が上手だ đúng không? Thì cái về A là gì? 外国人 thì trong suy nghĩ của mình sẽ là gì? 外国人 thì à, 日本語が上手だ. Không nói được tiếng Nhật giỏi đúng không? Không nói được tiếng Nhật đúng không? Nhưng mà trái so với cái tưởng tượng đó thì là gì? 日本語が上手. 日本語が上手 là giỏi tiếng Nhật đúng không? Vậy tức là gì? Cái vế A và cái vế B của mình đang là gì? Hai cái trái ngược nhau đúng không? À, trái so với cái quy chuẩn là gì? À, người nước ngoài thì sẽ không thể giỏi tiếng Nhật được. Nhưng mà trái so với cái quy chuẩn đó là gì? Lại rất giỏi tiếng Nhật đúng không? Thì khi hai cái vế nó tương phản như vậy thì mình sẽ dùng cấu trúc là ni shite wa. Mặc dù anh ấy là người nước ngoài nhưng anh ấy lại rất giỏi tiếng Nhật đúng không? Thế trong người mình sẽ dùng cấu trúc ni shite wa. Tsugi, ví dụ thứ hai. これ. Kodomo ni shite wa takusan shiteiru. Kodomo ni shite wa takusan shiteiru. Đúng không? Khi mà người ta nhắc đến kodomo tức là gì? Trẻ con, biết gì ngây thơ. Không biết gì đúng không? Ngây thơ không biết gì đúng không? Nhưng mà trái so với cái đó thì là gì? Takusan shiteiru. Rõ
rất nhiều, biết rất nhiều đúng không? Đó, thì cái vế A và cái vế B nó đang, hai cái nó đang trái mà, đang tương phản với nhau đúng không? Trong trường hợp đó mình dùng là nishiteru. Kodomo nishiteru takusan shiteru. Mặc dù là trẻ con nhưng mà lại biết rất nhiều. Đúng nhỉ? Tsugi. Câu này nè, Yến đọc cho mình nè. Ikage chu gurai Nyusha. Nyusha shita ni shite wa shigoto ga yoku dekimashita. Ikage chu gurai Nyusha shita ni shite wa shigoto ga yoku dekimashita. Mặc dù là mới vào công ty khoảng tầm một tháng nhưng tôi đã có thể làm rất nhiều việc. Yoku dekimashita là gì? Hoàn thành tốt đúng không? Tốt. Hoàn thành tốt, làm tốt công việc đúng không? Mặc dù là mới vào công ty được một tháng nhưng mà đã hoàn thành tốt công việc đúng không? Đó, thì chắc là đấy mình sẽ dùng cấu trúc là nishite wa. Và một tháng thì là gì? Người mới đúng không? Thì chắc là chưa biết việc đâu nhưng mà shigoto ga yoku dekimashita. Thì trong khi mà mình muốn diễn tả cái việc là gì? Nó trái so với những cái mà mình tưởng tượng, mình sẽ dùng nishite wa. Mới vào công ty là một tháng nhưng mà lại hoàn thành rất tốt công việc. Rồi. Cùng nghĩa với cấu trúc nishite wa thì mình sẽ có một cấu trúc là wari ni wa. Hai cấu trúc này đồng nghĩa. Tại cách sử dụng của nó giống nhau, đều dịch là gì? Mặc dù, nhưng. Và các bạn có này, cấu trúc wari ni wa về cách chia là động từ chia với futsuke, tính từ đuôi y giữ nguyên, tính từ đuôi na cộng với na và danh từ no. Wari ni wa, wari ni wa và nishite wa là hai cấu trúc tương đồng nghĩa với nhau. Các bạn sử dụng tương đương với nhau để có nghĩa là gì? Mặc dù, nhưng. Cách chia nhé, động từ futsuke này, tính từ đuôi y giữ nguyên này, tính từ đuôi na cộng na và danh từ no. Nishite wa. Rồi, tất tuệ wa. Mình có này. Kare wa toshi no wari ni wa wakaku mieru. Toshi no wari ni. Wari ni mình vừa nói là gì? Dịch là gì? Hiên. Wari ni wa. Mặc dù. Gì? Toshi no wari ni wa là gì? Mặc dù. Trông có tuổi đúng không? Trông nhiều tuổi nhưng mà vẫn xem vẫn nhớ. Xem vẫn nhớ. Nhìn trẻ. Qua các cụ mia được là một cụm từ, người ta nói là trẻ hơn so với tuổi. Trẻ hơn so với tuổi. Thì cái câu này người ta đang nói là gì? Kare wa toshi no wari ni wa wakaku mieru. Trông trẻ hơn so với tuổi đúng không? Mặc dù là nhiều tuổi nhưng mà trông lại rất trẻ đúng không? Người ta nói chugakusei no kodomo ga iru no. Có con học cấp 2 rồi cơ à? Đúng nhỉ? Zenzen shomienai ne. Nhìn không nhận ra là anh đã có con học cấp 2 đúng không? Vì wakaku mieru. Trông trẻ hơn so với tuổi đúng không? Thế chắc là mình có thể dùng wari ni wa. Mình hỏi là thế trong hai cái wari ni wa và nishite wa đồng nghĩa với nhau nhé. Thế chắc là mình có thể thay cái nishite wa vào đây không? Biết từng nghĩ xem. Mặc dù nhưng được ạ. Được đúng không? Được. Thì mình sẽ có là toshi nishite wa wakaku mieru. Được nhé. Câu này các bạn có thể thay cả nishite wa cả wari ni wa đều được. Vì cái nghĩa của nó tương đương đúng không? Đều có nghĩa là mặc dù nhưng các bạn đều có thể thay đổi được nhé. Thay thế cho nhau được nhé. Hay. Ví dụ thứ hai. Câu đây nhé. Vừa nãy mình có là gì? Kodomo nishite wa yoku shite iru ne. Thì cái wari ni wa thì là gì? Cấu trúc tương đương cho nên mình sẽ thay tương đương vào là gì? Kodomo no wari ni wa takusan shite iru ne. Nhưng mà nhớ là gì? Trước khi mà danh từ mà cộng với wari thì mình phải thêm no nhé. Kodomo no wari ni wa takusan shite iru ne. Mặc dù là trẻ con nhưng mà lại biết rất nhiều. Cả nishite wa và wari ni wa các bạn đều có thể sử dụng được. Nhé. Hai. Tsugi. Kore. Kien. Do you imi desu ka? Hai. Cái biển này thì mặc dù đẹp nhưng mà có ít người. Mặc dù đẹp nhưng mà không ít người. Ít người chứ, sukunai. Ít người. Ít người. Mặc dù là đẹp nhưng mà là ít người đúng không? Thế bây giờ mình hỏi kia nhé, trong trường hợp này mình có thể đổi nishite wa vào đây không? Hai ví dụ trước là có thể đổi nishite wa thay cho wari ni wa được. Vậy trong câu này thì có thể thay được không?
thế là không chứ. Không, tại sao? À, tính từ na thì tính từ thì có đi với nít xe bảo không? Nên không. Không nhé. Không. Không. Trong cái cách chia bọn em mình đưa là chỉ có động từ và danh từ đi với nít xe bảo thôi, không có tính từ đâu. Hay. Nhưng qua đi nít bảo thì có tính từ, cho nên đối với trường hợp mà muốn các bạn muốn sử dụng tính từ ạ thì các bạn sẽ dùng qua đi nít ạ. Kire na wari ni wa hito ga sukunai. Biển đẹp nhưng mà lại ít người đúng không? Hai. Vậy thì từ ví dụ đấy mình sẽ so sánh wari ni wa và nisewa. Về ý nghĩa như mình đã nói là gì, giống nhau đúng không? Điều có nghĩa là mặc dù nói về những cái mà khác so với những cái mà bạn tưởng tượng đúng không? Tuy nhiên thì nó có một số trường hợp các bạn phải chú ý. Thứ nhất này, đối với trường hợp dùng một danh từ thì cả hai cái này đều có thể thay thế cho nhau. Giống như trong ví dụ mình đã nói nhé. Cả hai cái các bạn đều có thể thay thế cho nhau. Tuy nhiên thì nisewa thì các bạn không nên dùng với bề trên. Không nên dùng với người bề trên đối với cấu trúc nisewa. Thứ hai, trường hợp dùng với động từ thì cả hai cấu trúc này đều thay thế được cho nhau. Yes, nhé. Danh từ và trường hợp động từ là cả hai cấu trúc này thay thế được cho nhau này. Tuy nhiên thì đối với trường hợp tính từ thì các bạn chỉ được dùng wa ni ni wa thôi, còn không dùng ni shite wa. Đó, đấy là ba cái chú ý. Thứ nhất là danh từ và động từ thì thay thế được cho nhau này, còn tính từ thì không thể thay thế được. Chỉ có wa ni ni wa là được sử dụng thôi, còn ý của nó thì giống nhau. Rồi, lấy cho mình một ví dụ nào. Mặc dù nhưng là nói với một cá mà các bạn khác so với cái các bạn tưởng tượng. Yến thử lấy cho mình ví dụ nè. Ví dụ như là mặc dù anh ấy là người Nhật nhưng anh ấy lại không biết về lịch sử của Nhật Bản. Đặt được câu đó không? Rồi, mặc dù là người Nhật. Nihonjin. Nihonjin. Gì nữa? Nihonjin no wari ni. À, no wari ni. Như vậy em dùng cái nào cũng được, em dùng nít tế vọng cũng được. Nihon no reski o Nihon no reki reki si si shiranai shiranai Nihon jin no wari ni wa Nihon no reki si o shiranai. Tiên là cho mình một ví dụ nào. Mặc dù anh ấy là người Nhật nhưng mà anh ấy không ăn được sushi. Kare wa Nihon jin no wakari wari ni wa wari ni wa sushi ga tabe rarenai tabe rarenai desu ne. Đúng rồi. Kare wa nihonjin no wari ni wa sushi ga tabe rarenai. Yến cho mình hỏi nhé, trong trường hợp này có thay được ni shite wa không? Dạ có ạ. Đổi được đúng không? Vì sao? Dạ vâng. Vì nó không phải là tính từ. Đúng rồi, nó là danh từ thì mình đổi được đúng không? Thì mình sẽ để là, mình có thể để là Nihonji ni shite wa Nihon no reki shi o shiranai. Trong câu này cũng vậy. Ni shite wa. Rồi, đấy là hai cấu trúc mà các bạn muốn nói là gì? Mặc dù, nhưng, đúng không? Nói về mối quan hệ tương phản. Rồi, tsugi. Chuyển sang ngữ pháp số 3. Ni shite mo. Ngữ pháp ni shite mo cũng là tương tự như vậy là e ni shite mo b, đúng không? Vừa nãy là ni shite wa, bây giờ là ni shite mo. Cái này các bạn phải phân biệt với nhau nhé. Không là khi đi làm bài người ta cho gần gần nhau là lại không phân biệt được. Thì vừa nãy mình có này, cấu trúc ni shite wa thì bằng với cấu trúc gì? Thoan nhắc lại là ni shite wa thì bằng với cấu trúc gì? Ni shite wa bằng wari ni ạ. Bằng wari ni wa rồi, nhưng mà bằng cấu trúc gì mà mình đã từng học? Bằng với no, no ni. Nó về mối quan hệ tương phản đúng không? Ừ. Thế còn bây giờ học ni shite mo thì nó sẽ bằng với cấu trúc te mo. Bằng với cấu trúc te mo. Cho dù nhưng cấu trúc no ni là nói về tương phản đúng không? Nhưng cấu trúc te mo thì chưa chắc đã phải là câu tương phản. Rồi, cách chia. Động từ futsuke, tính từ đôi y, tính từ đôi na, danh từ,
Tính từ đôi na và danh từ không cộng thêm gì nhé. Động từ các bạn chia về Hitsuke. Tính từ đôi y cũng giữ nguyên. Thì cấu trúc này các bạn sẽ dịch là cho dù, bằng với cấu trúc tế mô là cho dù. Và có một liên từ đấy là sorenistemo. Sorenistemo cho dù như vậy đi chăng nữa. Sorenistemo cho dù có như vậy đi chăng nữa. Cái này các bạn sử dụng giống với cấu trúc temo, nhưng mà văn phòng nó sẽ trang trọng hơn. À, về ý, nói trước hết về ý nghĩa của cấu trúc này nhá, tức là gì? Mình dịch là gì? Cho dù là trong một trường hợp như vậy đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ làm thế nào đó. Và nó thường sẽ thể hiện một cái thái độ bất mãn hay là không phục của người nói. Đối với cấu trúc nistemo nhé. Vừa nãy nistemo là gì? Mặc dù tôi nghĩ là như thế này nhưng mà kết quả xảy ra lại không giống như tôi mong đợi đúng không? Không giống như tôi nghĩ, giống như tôi tưởng tượng đúng không? Thế còn cấu trúc nistemo là gì? Cho dù là trong trường hợp như thế nào đi chăng nữa thì cũng hai cái này khác nhau nhé. Và nó sẽ thể hiện thái độ bất mãn của người nói. Ví dụ isogashi ni shitemo kesseki no rendaku shite konai no wa yokunai. Isogashi ni shitemo kesseki no rendaku shite konai no wa yokunai. Con này mình sẽ dịch như thế nào Thoan? Dù là bận đi sang nước mà vắng mặt và không liên lạc thì cũng là không được ạ. Không được đúng không? Ừ. Cho dù là bận mấy đi chăng nữa mà không liên lạc báo mình vắng mặt thì là không được đúng không? Đúng không? Cái vừa nistemo là gì? Nistemo là gì? Mặc dù nhưng. Còn nistemo là gì? Cho dù thì cũng vẫn phải thế nào đó đúng không? Cho dù là bận thì cũng vẫn phải liên lạc báo mình nghỉ đúng không? Không liên lạc là không được. Được nhé. Ví dụ thứ hai. Cô đệ. Donnani mazushi ni shitemo dorobou ni naranai. Câu này dịch thế nào? Yến. Dù có nghèo đi chăng nữa thì cũng không ăn trộm. Đúng rồi. Cho dù có nghèo mấy đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không thành ăn trộm đúng không? Ừ, dorobou ni naranai, không thành kẻ trộm đúng không? Thành. Ừ. Ừ, trở thành kẻ trộm mà đúng không? Cho dù tôi có nghèo mấy đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không thành kẻ trộm. Ừ. Câu này là gì? Cho dù thì cũng đúng không? Cho dù tôi nghèo thì tôi cũng không đi ăn trộm. Được nhé. Tiếp theo, cô đệ. Kiên nào? Donnani yasui ni shitemo hontou hichiyou na mono dewa nakatta ra zettai kawanai. Nào, câu này dịch thế nào? Kiên. Mặc dù cho dù rẻ đi rẻ như thế nào thì hitsuyo namono là gì kiến hitsuyo là gì hitsuyo là những thứ không cần thiết mono đấy bạn là gì nếu như là những cái thứ thực sự không cần thiết thì tôi sẽ không mua tuyệt đối tôi không dù mua dù nào tôi cũng mua à? Dù thế nào tôi cũng không mua. Ừ, thế nào thì tôi cũng không mua đúng không? Ừ. Cho dù rẻ mấy đi chăng nữa mà nếu nó không phải là món đồ tôi thực sự cần thì tôi sẽ không mua đúng không? À. Thì cái cấu trúc nistemo này sẽ dùng với cái ý nghĩa như vậy nhé. Cho dù như thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng đúng không? Rồi. Vậy thì cấu trúc nistemo và nistemo các bạn có phân biệt được không? Kiên và Yến. Bích. Phân biệt được không? Nistemo là gì? Mặc dù nhưng đúng không? Mặc dù như thế này nhưng mà lại như thế này đúng không? Còn nistemo là gì? Cho nistemo dù là cho dù thì tôi cũng đúng không? Hai cái này khác nhau đấy, đúng không? Phân biệt đó, hai. Các bạn phân biệt được không? Dựa trên các ví dụ nhé. Ừ, phân biệt hai cái đó. Rồi, vậy thì hôm nay mình có ba ngữ pháp, thứ nhất là ngữ pháp toste. Toste danh từ đi với toste là gì? Với tư cách là. Với tư cách là. À, với tư cách là. Ví dụ ngữ pháp thứ hai là gì? Nistemo. Mặc dù nhưng. Mặc dù nhưng. Mặc dù nhưng để nói về cái mà các bạn cảm thấy là gì? Nó khác so với cái mà các bạn tưởng tượng, đúng không? Khác so với cái mà các bạn hy vọng, khác so với cái mà các bạn tưởng tượng. Và cái này các bạn có thể dùng với ý tốt cũng được, ý nghĩa tích cực cũng được, ý nghĩa tiêu cực cũng được. Né. Và cấu trúc thứ ba là nistemo thì có một cấu trúc tương đương với nó là gì? Wari ni wa
Varini bạn, nhưng có một chú ý đấy là gì, nó sẽ không dùng với anis các bạn, nó sẽ không dùng với tính từ, đúng không? Hay. Rồi, và cấu trúc cuối cùng là cấu trúc nistemo, cho dù thì cũng, và nó sẽ mang cái cảm xúc là không hài lòng, không hài lòng, cảm xúc không hài lòng. Rồi, liên quan đến ba cấu trúc này các bạn có câu hỏi gì không? Không ạ. Này có. Hai. Hai. Chào, kêu nó và これで終わりましょう。はい。お疲れ様でした。はい。はい。お疲れ様でした。はい。はい。